Các anh chị, xin chào tất cả các bạn học viên, những người mà đang theo dõi cái video này, chương trình đào tạo của tôi. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, là giảng viên đại học, 14 năm kinh nghiệm và làm chuyên gia đào tạo, tư vấn chiến lược kinh doanh. Trong một chương trình tư vấn cho một doanh nghiệp setup phòng kinh doanh và phòng marketing, thì tôi có được hỏi về cái việc là thiết lập cái tiêu chuẩn lương 3P cho nhân viên của phòng kinh doanh hoặc là phòng marketing. Thì tôi đã làm một cái file như thế này. Thì trước hết là tôi sẽ nói về lương 3P là gì và cái cách làm như thế nào. Tôi cũng xin chia sẻ là tôi thì cũng không phải là một chuyên gia về nhân sự. Tuy nhiên là theo logic của tôi, khi khách hàng yêu cầu thì tôi sẽ nghiên cứu về lương 3P và tôi sẽ nghĩ ra một cái file biểu mẫu. Sau đó thì mọi người có thể tham chiếu và mọi người thay đổi các số liệu thật của mình vào. Thế đầu tiên thì ta sẽ trả lời là lương 3P có nghĩa là gì? 3P ở đây là viết tắt của ba chữ tiếng Anh, ba chữ tiếng Anh và P1, P2, P3. Tức là ở đây là cái phần mà P1 có nghĩa là cái vị trí công việc của người đó. Ví dụ như giám đốc, trưởng phòng, nhân viên, chuyên viên. Nhá. P2 ở đây là chúng ta sẽ thưởng theo năng lực. Đấy, năng lực của cái cá nhân mà tuyển vào cái vị trí đó. Và P3 là chúng ta sẽ tính lương, tính thưởng theo hiệu suất kinh doanh, hiệu suất công việc của cái vị trí đó. Đấy. Thì cả ba cái công thức này cộng vào nhau thì mới tạo ra thu nhập của một người làm việc cho công ty và cho doanh nghiệp của bạn, thì gọi là lương theo công thức 3P. Đấy. P1 là vị trí công việc, P2 là năng lực và P3 là hiệu quả công việc, hiệu quả kinh doanh. Và tỷ trọng của từng cái P này thì do các bạn quyết định. Thí dụ như là P1 cộng với lại cái gì đó trừ đi P2, xong rồi nhân với không chấm mấy, xong đó cộng với P3 nhân với cái gì đó, ví dụ như là doanh thu, ví dụ như là khối lượng công việc, ví dụ như là chi phí marketing vân vân, thì nó không thể nào có công thức chính xác cho tất cả mọi người được. Nhưng mọi người có thể tham chiếu cái mô hình như vậy. Đấy, thế thì để làm được lương B3 thì xin lỗi, để làm được lương 3P thì đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải xác định được một cái bản GD hay còn gọi là bản mô tả công việc theo chuẩn. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy một cái file tôi đã làm. Đấy, một cái file tôi hướng dẫn rất là kỹ cho vị trí trưởng phòng marketing. Cho vị trí trưởng phòng marketing. Đấy, ví dụ như là đầu tiên này, là bản mô tả trách nhiệm và các chỉ tiêu đánh giá cho vị trí trưởng phòng này. Đối với vị trí trưởng phòng marketing thì cái vai trò thứ nhất là lập kế hoạch kinh doanh, lập kế hoạch marketing hoặc là lập kế hoạch truyền thông, đúng không? Thì các nhiệm vụ như là xây dựng các kế hoạch chiến lược marketing phục vụ cho công ty hay cho doanh nghiệp hay cho tập đoàn trong từng giai đoạn, trong từng năm, từng quý, từng tháng vân vân. Đấy, xây dựng tối ưu quy trình bán hàng, quy trình chăm sóc khách hàng, các quy trình chuẩn hóa tài nguyên media, các tài khoản quảng cáo, thực thi các chiến dịch đến khi chốt đơn hàng, chăm sóc khách hàng vân vân, xây dựng các cái kế hoạch marketing theo năm, theo tháng, theo quý vân vân, và hoạch định các chiến lược marketing kinh doanh nếu có, và xây dựng thương hiệu cho công ty, và xây dựng thương hiệu cho công ty của ngành hàng, một cái ngành hàng gì đó. Thì đây tôi đang làm cho khách hàng là ngành hàng máy tính, thì các bạn sửa đi, đúng không? Điều chỉnh các cái kế hoạch marketing phù hợp với các cái chỉ định của cấp trên hay các mục tiêu của cấp trên ban lãnh đạo đưa ra. Đấy. Và cái yêu cầu đầu ra là gì? Yêu cầu đầu ra ở đây thì đó là các file kế hoạch marketing cho từng năm, quý, tháng, tuần, có kế hoạch cho phòng và cho nhân sự, có kế hoạch theo sự kiện, có kế hoạch theo các chương trình, kênh và theo các cái ngân sách marketing có thể chi. Đấy. Nhiệm vụ thứ hai là cần phải đào tạo. Thế thì bạn cũng có thể là đào tạo nhân sự, tuyển dụng nhân sự cho phòng marketing của mình, đề xuất này, phân bổ mục tiêu này, rồi thì lên cơ cấu, rồi viết GD cho các vị trí nhân sự của mình đó, đúng không ạ? Rồi tổ chức các buổi đào tạo nội bộ hoặc là thuê các cái chuyên gia bên ngoài về đào tạo. Thí dụ có thể thuê thầy Phan Anh đào tạo về marketing, về bán hàng, về kinh doanh online, về chạy quảng cáo, về truyền thông vân vân, kiểu như thế. Vâng. Rồi, thế thì cái đầu ra của nó là gì? Phải có tài liệu đào tạo cho nhân viên, phải biết cách lập kế hoạch đào tạo hàng tháng, hàng quý vân vân, đề nghị cho ban giám đốc và trực tiếp đào tạo và báo cáo các kết quả. Đó.
Rồi, thế thì tiếp theo là phần quản lý hiệu suất công việc, thì giám sát cái thực thi cái kế hoạch kinh doanh của phòng, xây dựng thương hiệu vân vân, giám sát và đánh giá cái hiệu suất công việc của cả phòng, của nhân sự vân vân. Đấy, và đưa ra các mẫu biểu báo cáo hàng tuần, báo cáo hàng ngày hoặc là báo cáo hàng tháng. Đấy, báo cáo hiệu suất của công việc, báo cáo hiệu suất của nhân viên, báo cáo hiệu suất của chiến dịch theo các mẫu biểu mà mình phải xây dựng. Đấy, nếu có thì tốt, còn nếu không có thì chúng ta phải xây dựng, đúng không ạ? Vâng. Đề xuất tuyển dụng nhân sự hoặc là sa thải nhân sự. Đấy, báo cáo thông qua các chương trình phần mềm vân vân. Đấy, các cái nhiệm vụ của trưởng phòng marketing bao gồm là điều phối nhân viên, xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng, đúng không? Xây dựng dữ liệu, xây dựng chính sách, tìm kiếm các mối quan hệ, xây dựng thương hiệu, tăng độ phủ, phát triển các kênh digital marketing như là Facebook, Google, Zalo, YouTube, TikTok vân vân. Rồi xác định các thị trường tiềm năng, đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng, nâng cao trải nghiệm khách hàng, phát hiện các cơ hội và marketing thông qua R&D hoặc thông qua chăm sóc khách hàng. Đấy, thực hiện các cái chiến dịch marketing hoặc là các chiến dịch truyền thông, cập nhật các cái kiến thức liên quan đến ngành nghề vân vân, mở rộng kênh phân phối, kênh bán lẻ, kênh truyền thông, đạt được các cái mục tiêu kinh doanh thông qua hoạt động marketing. Xin lỗi. Đạt được các cái mục tiêu về tài chính của hoạt động kinh doanh thông qua hoạt động marketing, dự đoán và triển khai các cái hoạt động marketing thông qua các cái KPI mình đã đề xuất vân vân. Đầu ra là gồm cái gì? Đầu ra là kế hoạch công việc, chính sách chăm sóc khách hàng, kế hoạch chăm sóc khách hàng, có báo cáo kết quả, lập danh sách các đối tác, khách hàng mục tiêu, quản trị dữ liệu khách hàng, phân tích thị trường tiềm năng, khu vực thị trường online là như nào, kênh nào, khi thị trường offline kênh nào vân vân, thực thi các chiến dịch quảng cáo và đề xuất content marketing hay là các chiến dịch, đúng không? Đấy, và tối ưu các chiến dịch để làm sao giảm ngân sách. Đấy, rồi đề ra các cái KPI đo lường, đó, vân vân, chịu trách nhiệm về các hoạt động marketing, vân vân. Đấy, và chế độ báo cáo, đúng không ạ? Báo cáo tháng, báo cáo tuần, báo cáo hàng ngày, đó. Đấy, quyền hạn là gì, đúng không ạ? Được có những cái quyền hạn này, đề xuất về quyền hạn. Rồi thì ví dụ như được quyền lập kế hoạch kinh doanh marketing, kế hoạch phát triển doanh số, kế hoạch truyền thông cho doanh nghiệp, vân vân, phát triển số lượng điểm bán, nhận diện điểm bán, đề xuất ngân sách marketing hàng năm, hàng tháng, hàng quý, sử dụng tối ưu cái quỹ này, được đào tạo tuyển dụng nhân sự, sử dụng các tài nguyên phục vụ cho hoạt động marketing vân vân, các quyền hạn khác, rồi thời gian làm việc, phương tiện làm việc, công cụ làm việc, rồi phần mềm làm việc, các tiêu chuẩn về công việc, ví dụ như là bằng cấp, rồi thì ngành nghề, ví dụ như là đại học hay là thạc sĩ trở lên, bao nhiêu năm kinh nghiệm, vị trí tương đương, rồi thì học ở nước ngoài về hay học ở trong nước, vân vân. Kỹ năng cần có là những kỹ năng gì và làm thế nào để kiểm soát được những kỹ năng này. Thí dụ như là kỹ năng tìm kiếm thông tin trên net, tin học văn phòng, thúc đẩy động lực, đào tạo, đúng không? Giao tiếp, thuyết trình, tổ chức quản trị công việc, sử dụng ngoại ngữ, đúng không? Xây dựng phát triển đội nhóm, phân tích xử lý công và ra quyết định. Các kỹ năng về marketing và truyền thông, đặc biệt là digital marketing, các phẩm chất vân vân, rồi mức thu nhập, mức lương, ví dụ thu nhập sẽ bằng lương vị trí công việc P1 cộng với lương năng lực P2 và lương theo kết quả B3, rồi lương doanh thu, rồi vân vân, thì chúng ta sẽ tính vào đây nhá. Đấy, đây chúng ta làm một cái bản mô tả. Sau khi làm một bản mô tả xong thì chúng ta sẽ sang làm công thức tính lương 3P. 3P. Đấy, thì các bạn biết là đây là tôi viết này. Đấy, thì tôi đưa ra một vài cái ý tưởng và các bạn tham chiếu thôi nhá. Các bạn sẽ lấy cái ý tưởng này các bạn làm cho mình. Đấy, thí dụ như đầu tiên là một số các cái KPI chính. Đấy, doanh thu, đúng không ạ? Ví dụ bạn đặt mục tiêu doanh thu là 10 tỷ một tháng. Đấy, đây là cái doanh thu thật của cái doanh nghiệp mà tôi tư vấn. Đấy, và sau đó bạn sẽ đưa ra các cái KPI để đạt được mức lương B3 cho cái tiêu chí này. Ví dụ như là bạn có thể đưa ra 70, 70, 90, 91 đến 110, 110 đến 130, 131, 150 trên 151% vân vân. Thì bạn có thể đưa ra các ngưỡng này do các bạn quyết định, có thể thay đổi ngưỡng nhá. Mức doanh số các bạn đưa vào đây tùy vào ngành hàng của bạn. Đấy, chi phí marketing hàng tháng. Thí dụ như là tôi chi 200 triệu, 300 triệu, 500 triệu chiếm bao nhiêu phần trăm doanh thu.
Đấy, thì có những đơn vị có thể chiếm mất 5%, có đơn vị chiếm 10%, có đơn vị chiếm đến 30% tùy vào ngành hàng. Thí dụ như là ngành hàng về spa thẩm mỹ thì nó sẽ tốn hơn bởi vì biên lợi nhuận cao, nhưng mà ví dụ như ngành hàng nội thất, học trò của tôi đang chạy doanh thu 12 tỷ một tháng thì chi phí nó chỉ rơi vào khoảng 8 đến 10% thôi. Thế nhưng mà ngành đào tạo thì chi phí nó cũng sẽ cao hơn. Rồi thì những cái ngành khác nữa nhá, thì tùy chúng ta, tùy từng ngành. Thì cái mục tiêu ở chỗ này thì chúng tôi lại đưa ra cái mục tiêu là tiết kiệm được ngân sách. Bởi vì nếu như tiết kiệm được ngân sách thì cái phần tiết kiệm được thì tôi sẽ thưởng cho trưởng bộ phận, tôi sẽ thưởng cho phòng. Đó. Thế còn không tiết kiệm được thì không sao cả, thì mình không được thưởng cái phần này thôi. Đó. Bởi vì là nếu như mà mình mà làm cho nhân sự mà tiết kiệm được ngân sách của mình thì họ sẽ cố gắng làm tối ưu, đúng không? Họ sẽ cố gắng sử dụng nhiều phương pháp marketing không trả phí để có được doanh số, thì họ sẽ được thưởng cái phần này, bởi vì con người bị thúc đẩy các động cơ mà, đúng không ạ? Thế còn nếu mà bây giờ mà mình không cho cái phần thưởng này thì các bạn ấy sẽ chạy hết số tiền này để đạt được. Đấy, ví dụ như vậy. Rồi, thế thì KPI liên quan đến công việc của phòng marketing, và cái này tôi gọi đó là B3B, nó có bốn cái loại B3 đúng không ạ? B3C, B3D, B3B nó là cái gì? Đấy, theo công việc, ví dụ như hoàn thành 100% khối lượng công việc. Đấy, tính như thế nào? Thì ví dụ họ đã đạt khối lượng công việc là sản xuất bao nhiêu video, rồi thì traffic cho web là bao nhiêu lượt nghìn truy cập, bao nhiêu lượt xem, số lượng user, fanpage thì tăng bao nhiêu like, rồi thì thu được bao nhiêu tin nhắn mỗi ngày, số lượng messenger như thế nào, vân vân, đúng không? Thì tất cả những cái chỉ số như vậy đo lường thì tôi cũng sẽ nói cho các bạn trong một cái video khác. Đấy, và các tỷ lệ của nó. Rồi. Số ngày công lao động, ví dụ như là có công ty làm 5 ngày, có công ty làm 4 ngày, có công ty làm 6 ngày, có công ty làm nhiều hơn 6 ngày. Thì trung bình hiện nay thì có các công ty là làm 5 ngày hoặc 5 ngày rưỡi hoặc 6 ngày. Thế ví dụ như 6 ngày trên tuần thì nó trung bình là 24 đến 25 công một tháng. Đấy, thế thì đây thì chúng ta sẽ thấy là mỗi một ngày thì chúng ta sẽ, nếu mà nghỉ phép thì chúng ta sẽ trừ một ngày công. Đấy, ngày công này thì lấy ở đâu? Thì lấy vị trí lương B1 chúng ta trừ đi. Ví dụ như là 10 triệu thì 10 triệu chia cho 25 ngày thì mỗi một ngày công là 400 nghìn. Bạn nghỉ 2 ngày có phép thì bạn mất 800 nghìn tiền lương của P1. Thế nhưng mà mình không khuyến khích nhân viên nghỉ, đúng không? Đấy, thì mình sẽ cho là nếu mà nghỉ quá số ngày thì mình sẽ phạt, phạt hiệu suất. Đó. Thế thì để khuyến khích là nhân viên sẽ không nghỉ, đúng không? Vì mình có lương trách nhiệm mà. Đây, lương trách nhiệm theo phụ cấp, lương trách nhiệm đây. Đấy, ví dụ như phụ cấp đi lại, xăng xe, ăn uống, tùy từng vị trí. Đấy, có thể những công ty lớn thì cái phụ cấp này rất là cao. Đấy, trước đây tôi làm giám đốc kinh doanh cho một tập đoàn thì lương cứng của tôi là P1 là 25 triệu. Nhưng mà P2 của tôi cũng 25 triệu. Đấy, và lương hiệu suất của tôi cũng khoảng tầm 30 triệu nữa. Thí dụ như vậy thì tôi tổng thu nhập hàng tháng tôi có thể đạt từ 60 đến 80 triệu. Đấy là tôi làm part time cho cái đơn vị đó, dựa trên cái ba cái mức lương như vậy, đúng không? Thì ở đây tôi đang tính điểm rơi của một vị trí giám đốc marketing cho một cái đơn vị kinh doanh về máy tính, và chủ yếu là làm marketing digital, marketing online là chính, cho nên là mức lương thì tôi đang chọn điểm rơi là khoảng 24 triệu. Đó. Thì tôi có 10 triệu là lương cứng cho P1 nhá. Đấy, và 2 triệu phụ cấp cho lương B2. Thế thì bạn có thể tăng lên, nhưng mà bạn nhớ rằng là bạn có một tỷ lệ. Đấy, và bạn muốn người ta làm như thế nào? Ví dụ bạn muốn người ta ăn cứng nhiều thì bạn đẩy cứng cao lên. Bạn muốn người ta ăn mềm thì bạn đẩy mềm cao lên. Đấy, thì ở đây con số này là tôi đưa ra theo cảm tính. Và tôi muốn trong trường hợp cái bảng này là tôi muốn người ta làm theo kiểu là người ta sẽ phải làm được hiệu suất nhiều hơn. Thế còn nếu mà ví dụ như tôi muốn là hiệu suất nó ít hơn thì tôi sẽ đẩy cái trợ cấp này lên 5 triệu. Ví dụ như vậy. Thì tôi sẽ giảm những cái khác xuống. Vì lúc này tổng quỹ của tôi chỉ cho 24 đến 25 triệu thôi, tôi đang bị quá, đúng không? Thế thì tôi sẽ phải giảm những cái khác xuống. Thí dụ như là cái này tôi cho 1 triệu. Đây là tôi đang nói thí dụ. Tôi cho 1 triệu. Thế nhưng mà các bạn sẽ thấy là khi các bạn cho 1 triệu vào, đúng không? Thì các bạn sẽ thấy là cái cứng của họ là đã 15 triệu rồi. Cứng là 10 triệu cộng với theo năng lực như này thì 15 triệu là họ đã khá là hài lòng rồi. Thì như vậy họ rất là khó để họ khuyến khích họ tăng trưởng.
về mặt hiệu suất, đúng không? Vì chỗ này chúng ta không hề phạt. Đấy. Chúng ta không có cái chỉ tiêu phạt. Vì vậy tôi sẽ cho trợ cấp thấp thôi. Ví dụ như 3 triệu chẳng hạn. Thì chỗ này tôi sẽ cho cái chỗ này lên 2 triệu, đúng không ạ? Và chỗ này tôi cho thêm 2 triệu nữa. Thì tổng nó là 25 triệu. Nhưng mà các bạn nhìn thấy là tỷ lệ phần mềm, tức là cái phần theo hiệu quả là lương B3 ấy, thì là nó chiếm đến 12 triệu, đúng không ạ? Vâng, chiếm đến 12 triệu. Đây, số nó nhảy đây. Thì 12 trên 13 là nó đang chiếm đến 45%. Đấy. Thế còn nếu mà mình để đây 2 triệu nữa thì nó sẽ chiếm đến đúng 50% luôn. Đấy. Đều như vắt chanh, mỗi phần một nửa. Như vậy nếu mà mức lương này là mức lương mà đang rất là muốn người ta phải đạt được hiệu suất. Đấy, tập trung vào B3, đúng không ạ? Và trong B3 thì tôi chia nhỏ nó ra thành 4 cái loại B3. Tôi gọi nó là ABCD. Các bạn có thể làm chi tiết hơn EF, XYZ tùy các bạn. Tôi biết là những cái tập đoàn lớn họ làm cái bảng lương rất phức tạp. Tôi đã nhìn thấy rất phức tạp nha. Thì đây tôi đang làm một cái bảng cũng khá là có công thức nhưng mà chưa phức tạp lắm. Đấy, thì các bạn tham chiếu và các bạn edit thêm nha. Vâng. Ví dụ như là lương theo hiệu quả công việc thì tôi gọi nó là B3A. Đấy. Thì nếu như đạt 100% khối lượng công việc thì tôi sẽ thưởng 2 triệu. Nếu như đạt 100% khối lượng công việc thì tôi sẽ thưởng 2 triệu. Các bạn hiểu ý chưa ạ? Vâng. Thế còn nếu mà không đạt thì nó sẽ bị mất cái số này. Còn đạt hơn nữa thì nó sẽ được thưởng thêm. Thí dụ như là 2 triệu rưỡi, 3 triệu, đúng không ạ? Tương tự như vậy, lương theo hiệu quả công việc của cả phòng. Bởi vì cái người leader trong phòng, người ta phải chịu trách nhiệm của cả phòng. Người ta phải kéo team lên. Thế thì được thưởng thêm nếu như cả phòng đạt, đúng không ạ? Thì cái người trưởng phòng người ta cũng được, người nhân viên người ta cũng được. Đó. Và lương theo hiệu quả kinh doanh. Thì ví dụ cái phần này là phần nó sẽ ăn theo cái doanh số. Các bạn đừng nghĩ là phòng marketing không ăn theo doanh số, đúng không ạ? Các bạn cứ neo nó vào doanh số thì nó sẽ phải ăn theo. Thế là nó sẽ chạy quảng cáo, nó sẽ làm các gì gì đấy, nó phải rất là cẩn thận. Đúng không? Và cuối cùng là tôi cho thêm một cái mục nữa là lương theo cái phần kết quả kinh doanh và tiết kiệm được cái ngân sách. Và tiết kiệm được cái ngân sách. Giả sử bây giờ tôi cho 200 triệu thì bạn tiết kiệm được cái phần phần tiết kiệm được bạn sẽ được chia. Chia cái phần bạn tiết kiệm được. Ví dụ bạn chạy hết 160 triệu thì bạn còn 40 triệu thì bạn sẽ được chia cái phần đó. Và tổng thu nhập của bạn là đạt 100% KPI, Key Performance Indicator, là chỉ số đo lường hiệu quả, thì bạn sẽ đạt được cái mức lương khoảng 24 triệu lương thưởng tất tần tật, gọi là thu nhập. Đấy, tôi gọi nó là tổng thu nhập. Còn người lao động thì gọi là lương. Thế thì với một cái mức lương như này là dành cho vị trí mà marketing, digital marketing tầm độ 3 đến 5 năm kinh nghiệm, vị trí tương đương, thì là các bạn có thể nhận được mức lương này. Và các công ty có quy mô không quá lớn có thể trả mức lương này. Nhưng mà nếu như mà chúng ta làm chuỗi và chúng ta có cả mảng offline, mảng truyền thống, rồi trade marketing vân vân, thì hiện nay các điểm rơi về marketing nó sẽ rơi vào tầm khoảng 30 đến 50 triệu. Thế thì mình xem là cái mức lương trung bình mình trả là bao nhiêu thì mình chỉnh cái số này thôi. Thí dụ như mình cho cứng nó cao lên, muốn là 40 triệu đúng không? Thì cứng tôi cho lên tận 15 triệu. Phụ cấp tôi cho lên tầm 7 triệu. Đấy, thì như vậy các bạn nhìn sẽ là 34 triệu rồi. Đúng không ạ? Chỗ này mỗi thứ tôi tăng lên thêm khoảng tầm đây, chỗ này tôi tăng lên 3 triệu. Chỗ này tôi tăng lên 3 triệu nữa. Vâng. 36 triệu đúng không ạ? Chỗ này tôi tăng lên 6 triệu. Đó. Hoặc là 8 triệu đi. Tôi muốn tập trung vào cái phần lương theo hiệu quả kinh doanh. Như vậy các bạn sẽ nhận được 40 triệu ngay. Không có vấn đề gì, công thức sẽ nhảy ngay. Ok. Thế còn bạn muốn thêm cái gì nữa, bớt cái gì nữa, số liệu như nào thì tùy bạn nhé. Đấy, tôi chỉ hướng dẫn góc độ như thế thôi. Ok, tôi vừa hướng dẫn và chia sẻ với anh chị một cái file mà tôi hướng làm tính công thức lương theo công thức 3P dành cho các cái giám đốc, các cái vị trí
hay trưởng bộ phận hoặc là bộ phận nhân sự, các anh chị có thể tham chiếu. Và như tôi đã nói thì tôi là chuyên gia về đào tạo, về digital marketing, bán hàng online và tư vấn chiến lược. Tôi không không thực sự dành về nhân sự lắm, nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể hỏi tôi sẽ tư vấn cho các bạn. Và thông tin liên hệ của tôi tại đây có đầy đủ đấy ạ. Email phananhonline@gmail, facebook.com/phananhonline và số điện thoại là 0989 6388. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Bye bye.